tao cái mày thằng Phi ấy gặp nhau là chí chóe, mà cứ xa nhau một tí nhá là mày nhắc tới nó suốt thôi. Hay là gì? Mày thích thằng Phi đúng không? Không nhá. Tao ghét nhất là cái kiểu đàn ông yểu điệu như thế. Vâng, ghét nhất. Ghét quá cơ. Thơm nhỉ? Hay là trong lúc đợi thằng Phi ấy, mình gọi một bát ăn trước đi. Đi, một bát thôi. Em ơi! Sao mà nhiều á? Ngon mà. Thằng Phi mà không đến ấy, tiền đâu ra mà trả? Ờ nhờ. Thằng Phi gọi. Alo, sao mà mày lâu thế? Không phải quán bên đấy, quán bên này cơ mà. Đây. Từ từ, em vấp. Xin lỗi nha, tớ đến muộn. Kìa, sang kia. Xin giới thiệu với hai bạn, đây là Diệu Anh. Em là chị ạ. Em là chị ạ. Anh. À không, đây là Diệu Anh, bạn gái tớ. Chắc em để tóc này nên trông hơi già. Thế sao lúc nãy em bảo là đẹp? Ừ đẹp, mình ngồi đi em. Nhìn gì? Bình thường tôi chẳng lau nhẵn bóng ở ghế cho hai bạn ngồi gì nữa nhá. Thế ai cũng ga lăng như thế à? Không. Xin giới thiệu với em, đây là Ngọc, Thảo, hai thằng bạn thân của anh, học trường nghệ thuật khoa thanh nhạc. Hai chị học thanh nhạc ấy hả? Ừ. À, thế chắc là hai chị hay đi hát ở hội chợ với cả đám cưới đúng không ạ? Sắp tới, nếu mà em có mở shop quần áo, hai chị đi hát khai trương cho em nhé. Đâu, bạn anh chỉ hát ở những sân khấu lớn thôi. Em muốn ăn gì? Ở đây có hàu nướng phô mai không? Không có thì tôm bỏ lò hoặc là cua cũng được ý. Ở đây chỉ có ốc luộc, ốc xào, nem chua rán, củ đậu, trà chanh. Món bình dân này ở đây vừa bẩn vừa mỹ, em thích sang bên kia cơ. Chúng tôi quen ăn mấy món bình dân như thế rồi, còn nếu như mà thích sang chảnh ấy thì xin mời sang bên kia. Anh, em muốn sang bên kia cơ. Ờ, hay là chúng mình sang bên kia ăn nhá. Thôi, tao bận rồi, đưa cái Thảo sang đồn công an xem vụ xe pháo thế nào. Đi đi. Bye bye. Hai chị ăn không trả tiền á? Hôm nay anh mời mà. Đúng là đứa ăn ốc, đứa đổ vỏ. Xin mời cô nương cho ăn mì tôm nè. Hề đã lau ghế chưa? Dạ, lau rồi ạ. À, thế mì có tôm hùm, có cua hoàng đế, có bào ngư không mà đòi mời người ta ăn? Tại mày tự nhiên giận dỗi bỏ về, bây giờ phải mì tôm. Ở lại có phải được bữa ngon lành không? Thì nhìn mặt con đấy, tao không thể nào mà nuốt trôi được. Chả hiểu cái thằng Phi mời bọn mình đi ăn làm gì có không biết. Thì để giới thiệu người yêu, để phát cẩu lương. Tao nghi là thằng Phi nó bị bỏ bùa, chứ không thể nào nó lại đi yêu một con bé điệu trẻ nước ra như thế được. Thấy hường cơ, mặt bự phấn son cơ, tóc thì phải xoăn như công chúa cơ. Này, đừng có mà đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài biết chưa? Mày bênh nó đấy à? Không phải tao đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, mà theo như trực giác cộng với cả tín hiệu vũ trụ mách bảo với tao ấy, thì con đấy là một con không thể nào mà chơi được. Thế nên là mày bắn vẩy ốc lên mặt nó. Điên à? Tao mà lại phải làm cái trò đấy? Nhìn mặt mày giống ghen tuông lắm. Đã bảo bao nhiêu lần rồi, có mà thần kinh vẫn phải đinh ý,
Không bao giờ tao thích cái thằng đấy. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Điều quan trọng nhắc 3 lần. Phi gọi. Hiền thế không biết. Alo. Dê. Thôi, không phải xin lỗi. Mời đi ăn là được rồi. À mà này, nhớ không được dẫn file đính kèm đi đâu ấy nhá. Ok la. Có chuyện gì mà vui thế? Thằng Phi bảo là xin lỗi, với cả sau sẽ mời bọn mình vụ khác ngon hơn và không có kỳ đà cản mũi nhí mày. Thôi, ăn đi. Không mình nó béo bây giờ. Tao còn lạ gì mày nữa. Đúng là ghen rồi. Ăn đi.